Dạ, em xin chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã tới với kênh YouTube Chạm Xe của em. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG Thảo Điền nha anh chị ơi. Và đây là chiếc MG ZS phiên bản tiêu chuẩn màu đen mới nhất năm 2024 nha anh chị. Và các dòng ZS hầu như là tụi em sẽ không đổi mẫu, cho nên đây cũng là mẫu mới nhất. Và đây là một cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao bán rất là chạy của nhà MG từ năm 2021 tới giờ nha anh chị ơi. Và bán chạy là do sao? Tại vì thứ nhất á, là nó rất là thực dụng, và cái thứ hai á, là giá của nó rất là mềm anh chị. Thì ZS hiện tại giá chỉ từ là 538 triệu, mà tụi em trong tháng 6 này tụi em còn giảm tới 66 triệu tiền mặt, và qua đó còn tặng anh chị đầy đủ phụ kiện theo xe giống như là phim cách nhiệt, thảm sàn và cam hành trình. Và cái mức trả trước tối thiểu cho cái mẫu xe này á, anh chị đóng cho bên em chỉ từ là 41 triệu thôi nha anh chị ơi. Một cái mức giá rất là dễ tiếp cận, anh chị có thể kinh doanh nè, chị có thể đi gia đình nè. Và với cái mẫu xe này á, là định dạng ở phân khúc hạng B, cho nên cái giá trị sử dụng lâu dài nó rất là tốt anh chị, vì cái xe nó to, nó rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Và một cái điều đặc biệt ở phiên bản tiêu chuẩn này đó chính là nó còn có chứng nhận an toàn 5 sao Asian NCAP nữa nha anh chị ơi. Và ở cái phiên bản tiêu chuẩn này thì các chức năng chính lát em sẽ quay chi tiết nó đầy đủ giống như phiên bản cao cấp anh chị, kể cả là các công nghệ an toàn của Bosch nha anh chị ơi. Cho nên là khi anh chị sử dụng mẫu xe này, anh chị sẽ rất là an tâm và tiếp cận ở một cái mức giá rất là tốt. Và ngoài ra thì với cái mẫu ZS này còn là một cái mẫu xe đi rất là tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là đi êm ái do xài hộp số CVT tới 8 cấp số. Nên anh chị nào mà mình có một cái phong cách lái điềm đạm nè anh chị, cũng như là mình chở trẻ nhỏ hay mà người lớn tuổi á, có cảm giác hay bị say xe á, hoặc là các chị vợ của mình, thì với cái mẫu ZS này anh chị sẽ rất là êm ái trên cái mẫu xe này, để không có tình trạng giống như là bị say xe, lẫn là cái dàn chân con này từ khung gầm hệ thống treo rất là cứng cáp nha anh chị. Dạ vâng, đến với kích thước tổng thể thì ở phiên bản tiêu chuẩn thì kích thước cũng giống như là phiên bản cao cấp nha anh chị. Thì với cái chiều dài là 4m323, chiều ngang là 1m809 và chiều cao là 1m653, đem tới cho anh chị một cái khoảng không gian cực kỳ rộng rãi, và cũng như đó là những cái form xe kích thước hạng B. Thường các xe hạng B thì giá của nó bây giờ chắc là lăn bánh cũng phải là tầm từ khoảng 620 đến 630 triệu đổ lên rồi anh chị. Nhưng với mẫu xe này có phanh tay điện tử, tự động dừng đầy đủ cả, mà giá lăn bánh ở Sài Gòn chỉ đâu đó là cỡ khoảng 560, lăn bánh tỉnh chỉ từ 540, chỉ bằng các mẫu xe giống như là Kia Sonet, Toyota Ray, mà anh chị có ngay một cái mẫu xe hạng B an toàn chứng nhận 5 sao và là một mẫu xe nhập Thái rồi anh chị. Còn về phần ngoại thất nó sẽ giống như ở phiên bản cao cấp như thế nào? Thứ nhất là hồi nãy em có nói về kích thước, cái thứ hai là về động cơ anh chị. Động cơ của bản tiêu chuẩn cũng giống như bản cao cấp, đó chính là xài máy 1.5 hút khí tự nhiên với công suất là 112 mã, mô men xoắn là 150, cho nên xe nó cũng sẽ là đi cảm giác không quá hổ mà chị, nếu mà sở hữu xe lần đầu hoàn toàn có thể điều khiển chiếc xe này một cách dễ dàng và êm ái. Và với cái xe này thì vẫn là hồi nãy em có nói là xài hộp số CVT 8 cấp. Còn về phần đầu xe thì giống như bản cao cấp, đó chính là ở phần này anh chị có một cái phần giải LED định vị ban ngày thiết kế là thể thao. Thì quay qua clip á, thường quay vào ánh đèn anh chị sẽ thấy nó sẽ có chớp chớp, và cùng với đó là cái dải mà kim cương sáng ở đây, nhìn rất là sang trọng cái xe. Còn về phần đèn á, thì đèn xe sẽ là đèn cốt pha đèn LED. Đây là một cái chi tiết rất là quan trọng nha anh chị. Và cái đèn này nó còn có thể cân chỉnh góc chiếu cao thấp của đèn để anh chị có thể đi được đa địa hình. Ví dụ anh chị có đi mà các vùng miền Tây á, đường có xấu á, anh chị có thể lia cái góc đèn nó thấp xuống để mình quan sát. Và thường á, là ở bản chuẩn nó chỉ không có giống như bản cao cấp anh chị là cái phần đèn gầm phía dưới đây, nhưng anh chị hoàn toàn có thể lên sau nha anh chị, mình có thể lắp cái đèn halogen để mình đi cái đường đèo phá sương mù. Thì cái cặp đèn đó ở ngoài đâu đó lắp chỉ từ có khoảng từ dao động từ 3 cho tới có khoảng 4 triệu thôi nha anh chị ơi, hoàn toàn có thể nâng cấp sau giống như là phiên bản cao cấp. Nhưng về phần ngoại hình, phần đèn trước vẫn là đèn led như em có giới thiệu. Và về phần cái phần thân ngang anh chị thì treo trước là treo độc lập, treo sau là treo thanh xoắn, và đặc biệt là bốn phanh đĩa nha anh chị. Các mẫu xe khác giống như hạng A, Toyota Ray, Kia Sonet thì ở hai phanh trước là thường là phanh đĩa, phanh sau phanh tay trống, còn với chiếc ZS này là bốn phanh là phanh đĩa đó anh chị, cho nên anh chị đi với các hành trình đường trường sẽ rất là an toàn. Và ngoài ra xe còn có là cái cảm biến áp suất lốp nữa nha anh chị, cho nên anh chị yên tâm về cái vấn đề là mình lưu thông nó an toàn khi mà có những cái cảm biến áp suất lốp trong các cái bánh xe này. Và lốp thì xe cũng xài lốp Maxxis, một cái loại lốp khá là bền nha anh chị ơi. Và cái khoảng sáng gầm xe thì theo tiêu chuẩn của các mẫu xe gầm cao luôn nha anh chị ơi, nên anh chị yên tâm khi mà mình sở hữu một cái mẫu xe số tự động máy xăng mà còn gầm cao với mức giá chỉ từ có 540 triệu, một cái mức giá rất là mềm. Và về phần trả trước ra biển Sài Gòn luôn, trả trước tối thiểu chỉ từ 41 triệu thôi. Và về cái phần gương này anh chị, gương sẽ có gập điện nè anh chị, chỉnh điện luôn nha anh chị ơi, và có sấy chín nhẹ ở cái phần gương này. Và sau đây em cũng sẽ quay một lượt nhanh qua đó chính là về phần phía sau anh chị. Thì ở phần đèn sau sẽ có là đèn led luôn nha anh chị ơi,
Cùng với đó là cảm biến lùi lẫn là camera lùi trên mẫu xe này đều đầy đủ cả, không thiếu một cái gì dù ở phiên bản chuẩn nha anh chị. Và ở đây nó sẽ có các mắt cảm biến để đo được cách vật thể bao nhiêu cm nó sẽ báo cái va chạm lên cho anh chị luôn. Và đây là camera lùi đây ạ. Còn về phần cốp xe em sẽ quay cho anh chị luôn về cái phần thực dụng của mẫu xe này, tại sao đó là một cái mẫu xe gia đình bán rất là chạy của nhà MG anh chị. Cốp xe khi chưa gặp hàng ghế thứ hai xuống á, anh chị nhấn cái logo xuống nè, anh chị mở lên thì cái khoang hành lý nó phải tầm có khoảng gần 400 lít anh chị, rất là rộng. Và sau khi gặp hàng ghế thứ hai á, lát em sẽ gặp cho anh chị xem á, thì dung tích cốp khoang hành lý gần lên tới là 1.200 lít, là thậm chí anh chị đi mà đi gia đình 4 người á thì hai bé đi phía sau có thể nằm thoải mái luôn. Thì có rất là nhiều anh chị mà mình đi ở trên hội với là với cái mẫu xe này rồi, và khi gặp hàng ghế thứ hai xuống á, thì hầu như là các bạn nhỏ phía sau á, là ngủ ngon lành do cái khung gầm lẫn hệ thống treo của cái chiếc xe này rất là cứng cáp luôn nha anh chị. Dạ vâng, và sau đây em sẽ đi vào cái phần nội thất nha anh chị. Nhưng mà trước đó thì ở đây khi mà anh chị bước vào xe thì nó sẽ có một cái nút bấm thông minh. Thì xe của mình là sẽ xài Smart Key nha anh chị. Thì ví dụ anh chị có xuống xe may theo chìa khóa mình bấm vào thôi thì cửa sẽ tự động khóa và gương sẽ tự động gập. Cũng như là khi mà anh chị có ra, anh chị mở khóa cửa xe bấm vào nút này thì cái phần kính này cũng sẽ tự động mở ra nha anh chị. Và đây là nội thất của chiếc MG ZS phiên bản tiêu chuẩn. Nhìn các chi tiết chính đều giống như là phiên bản cao cấp nha anh chị. Chỉ có một cái điều khác á, là ở phần đây thì sẽ là cái phần nỉ simili. Thì ngoài ra nếu anh chị có muốn mà bọc da thì có thể ra tiệm làm rất là nhanh ở bốn cái phần cánh cửa. Còn lại á, cái khoang nội thất á, thì nó vẫn sẽ giữ là cái chất da giống như là phiên bản cao cấp nha anh chị. Ghế chỉnh cơ 6 hướng luôn nha anh chị ơi. Có thể là đưa lên đưa xuống, bơm cái phần mà mông lên để có thể là có quan sát tầm nhìn nó cao hơn, hoặc có thể là bơm thấp xuống rồi ngã lưng phía sau. Thì với mà cái nội thất của chiếc MG ZS á, thì em cũng sẽ quay chi tiết về phần này cho anh chị xem. Ở đây anh chị là cái phần là cửa gió nè. Rồi em quay tiếp ở đây thì nó sẽ có là cái gương chỉnh điện nè, rồi đèn cân chỉnh góc chiếu. Và ở phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ luôn có luôn, đó chính là cái ga tự động nha anh chị, là cái cruise control á, để giữ tốc độ anh chị đi trên cao tốc mà anh chị không cần phải đạp ga, nó sẽ cố định cho anh chị một cái mốc cố định. Ví dụ anh chị đi sẽ đều ga ở mức 50 đến 60 km. Còn xe cũng sẽ có điều đặc biệt á, đây em quay cho anh chị nè, cảm biến góc xuất lốp co được 4 cái phần bánh xe luôn. Và vô lăng á, là vô lăng đi kích thể thao. Có một cái điều đặc biệt trên cái vô lăng này anh chị, thì đây là vô lăng chưa được điện tử, nó đã nhẹ rồi và anh chị có thể chỉnh được nhẹ hơn qua thông qua các chế độ lái ở cái phần màn hình. Anh chị đơn giản chỉ cần bấm vào cái phần xe, bấm vào về phần thứ hai đây, nếu anh chị có thể chỉnh ở đây á, là cái vô lăng này nè xoay cực kỳ nhẹ luôn. Và một cái điểm đặc biệt ở cái phần vô lăng này á, thì vô lăng này thường các mẫu xe 5 chỗ gầm cao đánh lái sẽ là 2 vòng, nhưng với mẫu xe này đánh lái chỉ 1.5 vòng thôi anh chị, cho nên nó sẽ tăng cái khả năng xử lý anh chị ở trong phố khi anh chị quay đầu xe cũng như là vào các trung tâm thương mại, thì cái phần mà quay đầu xe nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều với các anh chị nào mình sở hữu xe lần đầu hoặc các chị nữ đi xe. Nó sẽ rất là nhẹ nhàng về phần vô lăng, giúp cho mình điều khiển xe nó dễ dàng hơn. Còn những anh nào mà mình thích lái cảm giác lại đầm và chắc á, anh chị có thể chuyển qua chế độ dynamic này thì vô lăng nó sẽ đầm lại giống như là trợ lực dầu vậy đó anh chị. Còn đây là cái chế độ bình thường của xe đây ạ. Thì cái vô lăng thì nó sẽ cân bằng. Dạ. Còn đây là cái màn hình mà góc của xe này anh chị. Anh chị có một cái phần điều hòa chỉnh điện chứ không cần là phải dặn các nút bấm này anh chị. Và xe còn có đó là lọc bụi mịn PM2.5 để mà có cho cái xe cái bầu không khí cho gia đình mình á một cái mức tốt nhất, cũng như là xe sẽ có Apple CarPlay, Android Auto để anh chị coi bản đồ, coi YouTube trên cái màn hình xe này. Và ở ngoài đây anh chị còn có những cái phím bấm vật lý nếu anh chị không có tiện để mình bấm trên cái màn hình. Và đây là sấy kính trước, sấy kính sau, cũng như là chỉnh gió nè, nhiệt độ. Và đây là chỉnh loa lên thấp xuống. Dạ đó, rất là tiện anh chị ơi. Và với mẫu xe này á, thì sẽ có là 4 loa âm thanh 3D của Yamaha. Và xe sẽ có 2 túi khí nha anh chị. Và điều đặc biệt em quay đây đó chính là về cái phần phanh tay điện tử tự động dừng. Thì các mẫu xe trong tầm giá này thì đa phần 100% luôn là sẽ là phanh tay cơ. Còn với cái phanh tay điện tử và auto hold này nó sẽ rất là tiện để anh chị đi phố, cũng như là nó làm đẹp cho cái xe, hiện đại cái xe nó hơn. Thì với cái phần phanh tay điện tử này á, thì đơn giản dùng chỉ cần là nhấn xuống là nhả phanh tay ra, còn muốn dùng á, thì kéo lên thôi, rất là thao tác là dễ. Để tránh trường hợp nhiều khi mình xài phanh tay cơ, anh chị mà có kéo mà không lên hết á, thì có thể là bị trôi xe luôn nha anh chị ơi. Thì với cái mẫu xe này á, thì có cái phần phanh tay điện tử này, anh chị sẽ rất là đỡ với những anh chị nào mà mình sở hữu xe lần đầu, hoặc cái chị nữ mà mình không có cần dùng sức đến cái phanh tay cơ. Và với phanh tay cơ này nó cũng sẽ an toàn hơn khi kết hợp với tự động dừng. Thì với chức năng tự động dừng này, anh chị đi đô thị mà dừng đèn đỏ tới mấy trăm giây đi, thì khi với chức năng này nó sẽ tự động thắng lại cho anh chị.
Còn muốn đi, mình chỉ cần đạp nhẹ ga hoặc là mình nhấn nhả nút này thì xe nó tự thả, còn lại nó sẽ tự động thắng cho anh chị. Thì có phải là khi anh chị dừng dốc cầu mà nếu nó có kẹt xe thì nó sẽ rất là an toàn, vì khi mà mình dừng dốc cầu thì nó sẽ không có cảm giác bị trôi xe nếu mà xài phanh tay cơ, nếu anh chị kéo không hết nha anh chị. Thì đây là một cái chức năng rất là hữu dụng và chỉ duy nhất trong cái tầm giá có khoảng là từ 600 triệu đổ lại là trên mẫu xe này có nha anh chị, trên một cái xe mà giá nó rất là hợp lý. Và ở đây á còn có là cái phần táp lô nhựa mềm nữa anh chị ơi, thì đa số các xe khác á, nó sẽ là nhựa cứng, còn đây là táp lô nhựa mềm, xe nó sẽ rất là sang trọng và xe nhập Thái, cho nên các cái đường chỉ may ở trong xe từ cái phần táp lô cho tới các chi tiết của xe làm rất là chuẩn chỉ luôn nha anh chị ơi. Và đây là mẫu xe MGXS phiên bản tiêu chuẩn, nội thất đầy đủ giống như phiên bản cao cả. Ở đây vẫn là phần bọc da nè, nhìn nó rất là sang luôn nha anh chị ơi. Và hình thức ngân hàng trong tháng này tụi em hỗ trợ rất là linh hoạt, hỗ trợ vay từ 80 đến 100% giá trị xe, lãi suất cực kỳ tốt luôn và thời gian vay tối đa là 8 năm, linh hoạt tùy theo cái nhu cầu sử dụng vẫn vay của anh chị nha anh chị. Và sau đây em sẽ quay lại cái hàng ghế thứ hai để anh chị có thể xem một cái điểm rất là mạnh của dòng ZS so với các xe khác cùng tầm tiền. Dạ vâng, đây là hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng của chiếc ZS anh chị, với cái chiều ngang là 1m8 nha anh chị ơi, và em là em cao tới 1m74 nè anh chị. Khi em ngồi á, sẽ không có cảm giác là đầu gối em bị chật so với cái khoang lái ở phía tài, tại vì là em đã đưa cái phần ghế thấp xuống anh chị, kéo xuống rồi nha, mà chân em vẫn còn dư nè đó, ngồi là thoải mái, không có cảm giác là bị bó gối và ngồi duỗi chân ra cực kỳ thoải mái luôn. Và ở cái phần mà gầm của cái ghế lái á, thì sẽ có cái chỗ để chân nữa nè anh chị. Cho nên á, các mẫu xe khác anh chị có đi coi giống như là Toyota Ray, Kia Sonet trong tầm giá này luôn, thì cái đầu gối anh chị ngồi nó sẽ khá là bị chật, nó sẽ không có rộng rãi như cái mẫu xe mà MGZS này nha anh chị ơi. Và ở phiên bản tiêu chuẩn á, thì ở cái phần hàng ghế thứ hai sẽ có cửa gió luôn anh chị, và có hai cổng sạc USB đầy đủ tiện nghi để mình sử dụng. Cho nên đây là một cái mẫu xe anh chị có thể đi gia đình, nó rất là tiện nghi vì cũng đầy đủ nhiều các chức năng chính rồi. Và tất nhiên với mẫu xe 5 chỗ gầm cao á, ngồi trong xe cảm giác từ cái phần đầu cho tới trần nó rất là thoáng anh chị. Và sau đây em sẽ quay lại cái phần trước ở cái khoang lái cho anh chị xem. Một cái thiết kế rất là trẻ trung, đầy đủ tiện nghi cũng như là cái độ ổn định để phục vụ anh chị mình. Tại vì là cái xe này á, là tụi em bán từ cả khoảng đầu 2021 cho tới giờ rồi, và cũng là bán rất là chạy. Về cá nhân em á, thì cũng bán nhiều về cái mẫu ZS này rồi, cho nên là cũng có một cái độ am hiểu về nó. Nên là anh chị có thắc mắc nào, anh chị có thể nhắn với em sẽ hỗ trợ anh chị một cách nhiệt tình nhất. Và sau đây em sẽ quay cho anh chị xem cái hàng ghế thứ hai, lúc mà gập xuống cái khoang hành lý nó gần lên tới 1.200 lít, nó rất là rộng nha anh chị. Dạ vâng, đây là hàng ghế thứ hai lúc em gập tới cái dung kích cốp gần lên tới 1.200 lít nha anh chị. Vì ở cái tấm này nè anh chị có thể nâng lên và hạ xuống. Đây là hạ xuống nè anh chị. Còn đây á là sẽ nâng lên, lát em sẽ nâng lên cho anh chị xem. Ở dưới đây còn có lớp dự phòng nữa nè. Nâng lên thì đơn giản, thao tác nhẹ nhàng. Vậy đó. Và với cái phần mà đi du lịch hay là anh chị để đồ thì nó sẽ rất là thực dụng nha anh chị. Cốp lên tới 1.200 lít, rất là rộng luôn, để anh chị có thể là tối ưu được khoang hành lý. Mình đi du lịch xa, mình nằm ngủ, hoặc có thể là mình để được rất là nhiều đồ trên cái mẫu xe MGXS này. Dạ vâng, và cái chương trình cho chiếc MGXS phiên bản tiêu chuẩn này rất là tốt vào tháng 6 này nha anh chị. Giá chỉ từ 538, còn giảm thêm tới 66 triệu tiền mặt với một mẫu xe nhập Thái Lan nguyên chiếc, có an toàn 5 sao Asian NCAP để anh chị đi gia đình nữa. Một mẫu xe mà rất là thực dụng về mọi mặt, về độ an toàn, từ cái phần thân vỏ cứng cáp này anh chị, cho tới những cái tiện nghi phục vụ anh chị. Và xe thì nó cũng sẽ có nhiều cái công nghệ an toàn cũng đầy đủ giống như là phiên bản cao cấp vậy đó anh chị ơi. Và đây là cái phần thân vỏ, khi em gõ vào nè, đó anh chị có thể thấy là cực kỳ cứng cáp luôn nha anh chị. Và cái tiếng đóng mở cửa cực kỳ chắc chắn luôn. Vậy đó, rất là chắc chắn nha anh chị. Cho nên là cách âm của mẫu xe này lẫn là về độ cứng cáp rất là an toàn. Còn về cái hệ thống an toàn á, thì xe nó sẽ có là cân bằng động nè anh chị. Xong rồi là tức là cân bằng điện tử đó, rồi phanh tay điện tử nè, rồi tự động dừng, rồi nó có phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử ABD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, rồi có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rồi sẽ có là hỗ trợ đổ đèo, cũng như là kiểm soát phanh ở góc cua, một cái chức năng rất là quan trọng nếu anh chị nào mà mình hay đi đường đèo, hay đi Đà Lạt du lịch, hoặc là các anh chị ở trên Đắk Lắk, Đắk Nông, thì với cái công nghệ kiểm soát phanh ở góc cua, nếu anh chị có đánh lái dư, đánh lái thiếu á, thì xe cũng sẽ hỗ trợ một cái lực phanh vào bánh trong để giúp cho xe mình nó đi đúng quỹ đạo của mình. Rồi xe nó cũng có những chức năng an toàn giống như là cảm biến áp suất lốp để cảnh báo cái mức mà an toàn cho cái chiếc xe của mình. Rồi có là chức năng làm khô phanh đĩa nè anh chị, và cùng với đó là kiểm soát độ bám đường. Nên là với cái mẫu xe này á, thì công nghệ an toàn tích hợp trên mẫu xe này rất là nhiều. Cho nên anh chị có quan tâm á, em sẽ gửi thông số cũng như là cái hình ảnh xe tùy theo màu chi tiết anh chị thích. Nó sẽ có màu trắng, màu đen, màu đỏ. Và giá cực kỳ tốt vào tháng 6 này. Ngân hàng thì tụi em hỗ trợ rất là linh hoạt. Trả trước tối thiểu chỉ từ là 40 triệu lấy xe được rồi nha anh chị ơi. Còn những anh chị nào mà mình có thể
trả được mức cao hơn á, thì đỡ cái tiền gốc lẫn lãi mỗi tháng, cũng như là nhiều cái phương án để anh chị trả khi mà anh chị trả trước cao hơn, cũng như là lãi suất tốt theo từ ngân hàng nước ngoài hay ngân hàng trong nước, bên em đều có thể liên kết và nó sẽ linh hoạt nhất theo tùy khu vực anh chị sinh sống và tùy cái ngành nghề của mình, đều có cách làm và vay mua xe hết. Dạ vâng, và mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ trên hotline em để trên bài viết để em tư vấn thêm cho anh chị ạ. Dạ rồi, em xin chào anh chị ạ.